triệu mỗi 500 anh em đã quay trở lại kênh của mình nha. Clip trong trại này cũng đã qua mấy ngày rồi, anh em đã thu được bao nhiêu mùa vụ rồi nè. Ở đây nơi mình sống á, mưa suốt, mưa riết mấy ngày, ngập úng tà le luôn. Mưa gió bão bùng, muốn bay cả nóc nhà. Còn chờ anh em thế nào? Với tình hình chung hiện tại thì mình thấy anh em than thiếu hàng và phải đi mua hàng để trồng rất nhiều luôn. Trong video này mình xin chia sẻ đến anh em một mẹo nhỏ để kiếm hàng cực nhanh và đạt hiệu quả. Anh em nào đã biết cũng đừng ném đá và nghiệp em nha. Ở A9 đó, khá là quen thuộc đối với những anh em đã từng spam file model, chắc cũng rõ đó là map qua rồi. Anh em hãy quay trở lại đó, chạy xung quanh quay bòi, chỉ vài bước chân đã thấy hàng rồi, xong quay lại quay bòi, giữ nút control và click vào quay bòi, nhấn new để qua cảnh mới. Hàng chỉ quanh quẩn quay bòi cách vài bước chân thôi. Cuối cùng là có 3 điểm hay xuất hiện nhất là đây. Rồi cứ lặp lại quá trình này cho đến khi anh em cảm thấy không muốn nữa thôi. Và rồi, bây giờ cũng đã đến lúc thu hoạch rồi nha. Chúc anh em thành công nha. Nếu thấy video này thực sự hữu ích thì đừng quên nhấn like, share cho các anh em khác biết nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.